Hôm nay mình sẽ học bài số 36. Hàn Trương Hàn bố sư ghi số A bồi ơi. Trang phục chỉnh tề thì nhìn tốt đấy. Tức là khi mà chúng ta đi làm ấy, thì cái việc mà chúng ta ăn mặc gọn gàng là chúng ta cần phải bắt buộc rồi. Không ăn mặc không đúng với phong cách của doanh nghiệp cũng như là những doanh nghiệp người ta đòi hỏi là mặc đồng phục chẳng hạn thì chúng ta phải tuân thủ theo cái việc đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái việc là giới thiệu về trang phục này và chúng ta sẽ có một số cái yêu cầu về khuyên nhủ hoặc là bắt buộc. Ngữ pháp hôm nay chúng ta có a ơ động từ đi với a ơ bôi đà đó. Và kê là chúng ta đây bắt buộc làm việc gì đó. Phục trang từ vựng về trang phục, phục trang thế tu là thái độ. Cái việc mà các bạn làm việc trong các doanh nghiệp ấy thì cái thái độ gần như là quan trọng nhất nhé. Thái độ làm việc là quan trọng nhất, chưa nói đến cái việc mà các bạn có giỏi ra hay không, nhưng cái việc thái độ làm việc nó quyết định gần như hoàn toàn cái công việc và cái sự thăng tiến của các bạn trong khi mà làm việc ở một công ty, đặc biệt là công ty Hàn Quốc. Đây ạ. Chúng ta sẽ vào phần hội thoại số 1. Đây, các bạn nhìn tới đây ở nhà máy nhé, Trang nhé. Nhà máy này. Nè. Ồ. Đây là cuộc nói chuyện giữa Tuấn và Li Han. Li Han si, xe chạc ở bộ ghi chàn ô li nèo. Thì ô li tà đây là học nhé. Chúng ta hôm học bài đám cưới nhìn chú rể và Su Chin đó. Su Chin rất là hợp. Nè. Thì chúng ta đã học cái Âu Ly Đà ở bài đó rồi. Và bây giờ chúng ta là cái Chà Cơ Bốc. Xe Chà Cơ Bốc, xe là mới. Chà Cơ Bốc là Chà Cơ là làm việc, Bốc là phục. Cái trang phục khi làm việc ấy, mới nhá. Cái bộ trang phục mới, bộ đồng phục mới á, Chà Âu Ly Nèo nhìn là học đấy. Cứ đều vậy à. Chà Nân Zipper là cái khóa đấy, tiếng Anh nó là zipper đúng không? Cái này là zipper. Đấy. Zipper, bốc ca chi, ô lê ra hè sơ, dùm phun phiên hành tề. Mốc, mốc là cổ nhé. Zipper là bốc ca chi, đến tận cổ. Ô lia ya he sơ vì phải kéo lên tận cổ. Ô lia là đưa lên này, ya he sơ là vì phải này, vì phải đưa lên đến tận cổ. Cái gì đưa lên ạ? À? Cái chipper ấy. Phun phiên hàn tê tuy là khó chịu, hơi khó chịu. Phun phiên là khó chịu nhé. Phun phiên hàn tê là hơi khó chịu. Tuấn chi nên quyền cha này không? Tuấn không sao chứ, tức là kéo cái khóa lên tận cổ ấy thì hơi khó chịu. Tuấn không 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 sao chứ ạ. Chôm cứ rất kinh lên hẳn tê. Tôi cũng thấy như vậy. Y đức kê hê ya, phải làm như thế này. Chắc gấp hai tê khi mà làm việc ấy. An chơn hát đi cài ồ. Ni ca là vì. Vô là đuôi câu. Cho nên là chắc có hai t khi mà làm việc ấy thì an chơn hani đi cài là sẽ là an toàn, an chơn là an toàn, an chơn hà giả nhé. Đấy, phải kéo lên như thế này vì sao ạ? Vì mà khi làm việc ấy thì an toàn mà. Đấy. Phải như vậy khi làm việc vì an toàn. Tuấn chi bari bà jayo để pan chang, pan chang là ông tổ trưởng ấy. Phan Trang là tổ trưởng đấy các bạn nhé. Tuấn chi nên bà đi bà đây. Tuấn chi là bạn Tuấn này. Bà là lời nói ạ. Bà chạy là đúng. Tức là Tuấn nói phải đấy. Tuấn nói đúng rồi. Kuriko và Chigum bây giờ. Tu Saram là hai người. Tan Chân Han Mosupi. Mosup đây là cái dáng điệu cử chỉ hoặc là cái điệu bộ ngoại hình nhé.
Tan trước ha tà là tan trước ha tà là chúng ta là chỉnh tề. Đó. Hai người bây giờ hai người ăn mặc chỉnh tề, chó bồ nhìn thấy tốt đấy ạ. Pô là đưa ra đấy, cho người ta xem gì ạ, tốt, tức người ta nhìn thấy tốt đấy ạ. Chớm Cảm ơn ida, chớm ida là vì là lần đầu tiên, vì là lần đầu. Chôm khuôn phiên ha các nhà kết chim ăn, vì là lần đầu nên sẽ là hơi khó chịu, nhưng chim ăn là nhưng các bạn nhé. Ít xúc he chi nhân, ít xúc he chi tà là trở nên quen thuộc. Miên là nếu, nếu trở lên, nếu mà quen rồi ấy, quen chát nên cô đều. Nếu quen thì sẽ không sao đâu. Dạ. Và bây giờ tôi mời các bạn đọc, mỗi người đọc một lượt nhé. Bạn Ngọc vào đây rồi. Mời Trang đọc trước, Trang ơi. Nè. Dian si se chắc có bốc kỳ chan ở u lia lèo. Cứ đeo. Chọn lên. Chi phơ rừng mốc ca chi ô lia ya hề sơ. Chôm chôm bùn phiên hàn tê tuan si nâng. Khuyến chan này ô. Chôm cứ đất kỳ nâng hàn tê. Y đất kê hề ya chắc có hàn tê. Ăn chân ha ni cài ô. Tuan si. Mari Machayo Kuriko Chikum tu Sarang Tan Chong Han Musupi Choa Boro Boroyo Chong Mira Chong Bun Phien Ha Ketchiman Iksuk He Chimien Quyen Cha Nui Koyo. Nè, ok. Mời Ngọc đọc từ đầu, Ngọc ơi. PNC Xe chắc cướp Pon Poki Chan ơ un mi nêu Creo Chà nâng Chi pơ rừng Mốc ca chi Ôn lia A Hea xe chung Hea xe chôm Un piên han tê Tuân si lưng Quen chan hai ô chôm cư rớp kỳ nình hàn tê y rớp kê hè ra cha cướp hàn tê an chôn hà ni cài tuan si mari ma cha ma cha ô kri cô chi cưng tu sa ram tan chân hàn mu sum pi Musupi Choha Pol Deo Chơ Chơ Min Ra Chôm Pun Pien Ha Kết Chi Mang X Xúc He Chi Mai Miên Quen Chan Ưn Cơ Eo Nè, ok. Bây giờ bạn Trang đóng vai là Tuấn, bạn Ngọc đóng vai là Ly Han nhé. Trang đóng vai DNC là xe chắc Tuấn. này DNC xe chắc cấp bốc kỳ chan ở u lia lèo Creo cho nên chi pơ rân mốc ca chi ôn lia ra He sơ chôm pun pien han tê tuân si lên quen chan hay ô chôm cứ đất kỳ nên hàn tê y đất kê hê ya chắc cấp hàn tê ăn chân ha ni cài tuân tuân si si bá đi má trời không à không Ngọc ơi cái câu cuối đó cùng của Phan Giang để thầy giáo đóng vâng vai tuân si bá đi má trời không Kriko, Sigum Tusaram, Tanjangan Bosubi, Choa Poyoyo. Chớm ira, Chôm Phun Phiên Haketchiman, Isuk Hechimen, Quen Chanen Koeo. Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé. Quả 단정한 모습이 좋아 보여요. Đề화 1. 리안 씨, 새 작업복이 잘 어울리네요. 그래요? 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서 좀 불편한데. 투안 씨는 괜찮아요? 좀 그렇기는 한데 이렇게 해야 작업할 때 안전하니까요. 두한 씨 말이 맞아요. 그리고 지금 두 사람 단정한 모습이 좋아 보여요. 처음이라 좀 불편하겠지만 익숙해지면 괜찮을 거예요. 36과 단정한 모습이 좋아 보여요. 대화 1. 리안 씨, 새 작업복이 잘 어울리네요. 그래요? 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서 좀 불편한데. 투안 씨는 괜찮아요? 좀 그렇기는 한데 이렇게 해야 작업할 때 안전하니까요. 두한 씨 말이 맞아요. 그리고 지금 두 사람 단정한 모습이 좋아 보여요. 처음이라 좀 불편하겠지만 익숙해지면 괜찮을 거예요. Ở đây chúng ta có một số từ vựng như là phiền하다 là khó chịu, rồi 작업하다 là làm việc. 작업 là làm việc, cho nên là chúng ta có thể là có từ là 작업장, bỏ cái này đi, 작업장 là nơi làm việc các bạn nhé. Ví dụ 작업장에서 là ở nơi làm việc nhá. 익숙하다 là quen, thì 익숙해지다 là trở nên quen. Cái đấy thì chúng ta sẽ học sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần từ vựng. Từ vựng trong phần này chúng ta có từ vựng về trang phục, đó là phục trang. Phục là phục đấy ạ. Phục trang là trang phục. Đầu tiên chúng ta trong công ty thì chúng ta có mấy loại trang phục như sau. Đầu tiên là trang phục, là trang phục lao động. Uniform là đồng phục. Đấy. Thân chân hà tà là chỉnh tề. Cái cơm hà tà là gọn gàng sạch sẽ. Cái cơm hà tà. Than chú rớt chăm cư đà. Chăm cư đà là đóng cúc áo. Than chú. Than chú rớt thun đà là cởi cúc áo. Cheaper, vừa nãy chúng ta học cheaper rồi ạ. Cheaper rớt ổ lì đà là kéo khóa lên. Cheaper rớt nè đi đà là kéo khóa xuống. Necktie rớt mê đà là thắt cà vạt. Necktie thunda đây là tháo cà vạt. Thì ở đây chúng ta có một số cái từ như vậy, thì chúng ta mỗi người đọc giúp thầy giáo một lượt nhé. Đây. Mời bạn Ngọc đọc trước ạ. Jacob uniform tan chung hata can cum hata tan churun cham kuda tan churun punta chipurun onlita chipurun nearita nectarin meta nectarin punta nectarin. Mời Trang. Này, chắp cấp bốc uniform tan trong ha ta tan cơm ha ta can cơm ha ta tan tan chuân can tan tan cơm ha ta tan chun tan
단추는 참구다. 단추는 훈다. 지퍼는 오니다. 지퍼는 내리다. 넥타이는 매다. 넥타이는 훈다. 오케이. Thì đây là cái mà chúng ta tìm hiểu về trang phục. Thì trang phục khi mà làm việc thì chúng ta lưu ý là trong công ty, ví dụ như là làm ở dưới xưởng chẳng hạn, thì chúng ta chú ý là ở xưởng thường có đồng phục ở xưởng, rồi trên văn phòng nhiều khi là có những người, người ta sẽ công ty sẽ một số công ty người ta sẽ làm đồng phục trên văn phòng khác, rồi đồng phục cho công nhân là trực tiếp và khác nhá. Khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta chỉnh tề gọn gàng. Đấy. Còn cái việc mà thắt cà vạt hay không, cái đấy tùy theo cái đặc thù của công việc ạ. Nhá. Tiếp theo là a ơ bôi à, bôi tà là trông có vẻ cái gì đó. Đi cùng với nó là tính từ các bạn nhé. Đây tính từ đi với a ơ bôi tà. Nhìn có vẻ xinh, có vẻ đẹp, có vẻ rồi có vẻ vui. Thì chúng ta sẽ dùng cái này. Ví dụ như là 오늘 좋은 일, ví dụ như 오늘 뭐 좋아 보여요, 좋은 일 있어요, các bạn có việc tốt gì à? Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Thì chúng ta xem một số ví dụ đây để các bạn hiểu thêm phần ngữ pháp này nhé. 머리가 잘 머리가 잘랐어요. Thực tế cái từ 잘랐어요 nó là 머리가 머리를 자르다. 네, Trang với Ngọc hiểu không ạ? 자르다 đây là cái bất quy tắc có chữ rư nhá. Bất quy tắc có chữ rư thì nó thêm một chữ l vào đằng trước và ư biến thành a, bởi vì đằng trước chữ rư nó có chữ a. Đó, thành 잘라요 quá khứ sẽ thành 잘랐어요. Đây ạ. Trang với Ngọc đều hiểu chưa ạ? Sau khi cắt tóc ấy, bạn cắt tóc à? Cắt cơm he bồi yêu yêu. Nhìn gọn gàng thế. Cứ đều, cảm sao mi ta? Vậy à, cảm ơn. Đấy là khen nhau đúng không? Khen đấy. Thì cảm ơn đấy. Nhá. Đây ạ. Tiếp theo câu số 2 này. Chôm phun phiên he bôi lần đề, tôi thấy bạn là hơi bị khó chịu, hơi khó chịu. Phần chân này không sao chứ? Necktie를 풀어야겠어요. 풀어, necktie 풀다 thì là gì ạ? Tháo cà vạt đúng không ạ? Ya là phải, kết là sẽ, hoặc chắc là, tôi chắc là phải tháo cà vạt ra. Tức là thắt cà vạt nó chặt quá, mình cảm thấy khó chịu. Nhìn bạn khó chịu không sao chứ, chắc là tôi phải tháo cà vạt ra. Đấy là câu số 2. Câu số 3 này. Tuấn sĩ 기분이 좋아 보여요. 기분이 좋아 보여요. Đây là nhìn bạn vui thế, Tuấn nhìn vui thế. 네, 고향에서 가족들이 와서요. 와서요. Đây là vì. Đó. Vì vì ai vì cái gì ạ? Vì ca chúc từ đi, ca chúc từ đi qua, ca chúc từ đi qua, đó là gì ạ? Vì gia đình từ quê đến đúng không ạ? Bạn Tuấn bạn ở Hàn Quốc, gia đình đến cho nên bạn rất là vui. Đấy. Thì chúng ta xem mấy cái này ạ. Cal gum he po yo yo. Bởi vì a ơ đây là chúng ta phải chia nhá, tính từ chia xong đi với bôi tà. Bôi tà thì bỏ chữ tà đi, thêm ơ yô thì sẽ thành pô yô yô. Y biến thành yô, pô yô yô. Nó trông có vẻ cái gì đó. Bây giờ chúng ta hiểu chưa ạ? Đấy là cái phần ngữ pháp phần này. Thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ làm thêm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xem bức tranh. 그림은 보고 알맞은 말을 연결하세요. 연결하세요 là gì? Trang nhỉ? 연결.
quên rồi. Nối nối từ chỗ này sang chỗ này này nè. Yon kiên ha seo, yon kiên ha ta, nối này, như thế này này, yon kiên này. Mal là lời nói, al mata là phù hợp, thì al machin man đây là lời nói phù hợp. Hãy xem bức tranh và nối lời nói phù hợp. Yeah. Bây giờ chúng ta xem những bức tranh này thì chúng ta nối như thế nào. Nào, trang làm hình số 1 thì nối với cái gì? Tan chu ren pun ta. Tan chu ren pun ta. Số 1 nối với L đúng không? Tiếp theo, số 2 Ngọc chọn cái gì đây? Necktie run meta. Meta đúng rồi, đây là đeo cà vạt. Tiếp theo, kéo khóa đúng không? Kéo khóa xuống đúng không? Kéo khóa xuống là gì hả Trang? Chiferun nerita. Chiferun nerita. Rồi, cái đóng cúc áo này là cái gì Ngọc nhỉ? Tan chu. Khăn chu rưng gì? Tan chu rưng. Chơm cư đà. Chăm cư đà. Chăm cư đà. Chăm cư đà. Cuối cùng là necktie rưng phun đà. Ví dụ như necktie rưng phun đà thì chia đôi yo nó sẽ thành gì nhỉ Trang nhỉ? Yo là necktie rưng phun đà yo. Phu royo, ok, phu royo. Ok. Câu số 2, cheaperun nerida sẽ thành gì nhỉ, Ngọc nhỉ? Cheaperun nerido. Ok, cheaperun nerido. Câu số 3, Trang. Netai run mèo. Mèo. Ok, bỏ mỗi chữ tà đi, cho chữ yo vào luôn. Tiếp theo câu số cái chữ số 4 này Ngọc sẽ làm thành như thế nào? Tan chu ren pu ro yo. Tan chu ren pu ro yo. Ok. Cứ cái gì em tháo ra hoặc gỡ ra em dùng là pu ro yo nhá. Cuối cùng là gì Trang nhỉ? Tan chu ren cham ko yo. Sao cơ yếu? Phải. Đặt trước nó có A thì em. Em thì em quên mất, em tưởng nó là chữ tả. Đúng không? Thành gì em? Đấy thì biến thành gì? Đằng trước nó có A thì chúng ta biến thành A. Trong cây ồ. Tham gayo. Tham chudun tham gayo. Ok. Đây bài số 2 chúng ta ứng dụng cái a ơ bôi tà dựa vào cái từ vựng ở đằng cuối. Tát táp ha tà là khó chịu. Tát táp ha tà khó chịu. Tham chân ha tà là gì ạ? Chỉnh tề. Phi côn ha tà là mệt mỏi. Thì bây giờ bạn nào làm câu nào? Thầy giáo sẽ làm câu đầu tiên luôn nhé. Xong đó câu số 2 sẽ là Trang làm và câu số 3 là Ngọc nhé. Tata hata là khó chịu này. Thán chân hata là chỉnh tề này. Khi cô hata là mệt mỏi. Ví dụ đây ạ. Lian si. Thán chú rơn chôm. Thu lươn ghê ở tếu. Bạn cởi cái cúc thì như thế nào? Bạn thấy cởi cúc như thế nào? Tata phê bồ yêu yêu. Tôi thấy bạn khó chịu quá. Tata bỏ ta đi. Hê bồ yêu yêu.
답답해 보여요. 그래요? 오빠야, 전 별로 불편하지 않아요. Tôi cũng không thấy khó chịu gì cả. Quên cha này không? Không sao? Đấy là cái câu số 1 ạ. Nhá. Bây giờ câu số 2, mời bạn Trang thử làm nào. Nè, nét thay Iren me Nika Achu Tan Chong Ha An Chong He Bu Rơ Yo. Ok, tạm Kureyo dừng Kam thế. Sam Đó. Hamita. Đấy, trong phạm đá. Dịch cái nào em ơi? Vì đeo cà vạt nên trông có vẻ rất chỉnh chu. Vậy á, cảm ơn. Ok. Mời Ngọc. Chi hun sika o lần pi con ha o ơi Phi con he pi bỏ con ta he đi có a ơ thì em chỉ phải chuyển là pi he con he ôi pô yo yo đây này cũng y hệt ôi thì thêm cái này vào nhé phi con he pô yo yo ơ chê nứt ca bích kê ca nứt chi kê nứt kê ca chi y rin he sơ sơ grơn cớt cớt cát thay ô Nè, cứ đơn cứ cắt thay rồi. Ok. Ok. Dịch là gì em? ngày Đi hôm luôn chi, nay ngày hôm nay. ly Mày hôn ngày hôm nay mệt mỏi nhìn mệt mỏi đấy. ly mệt Đúng, nhìn mệt mỏi mỏi. Bạn ấy nói như thì nào ạ? tôi đã làm việc đến khuya Ừ. từ ngày Đây hôm là qua. vì đúng không? Vì đây này. Vì tôi làm việc đến khuya nên đã như vậy. Có lẽ là như vậy đúng không? Ok Ngọc. Rồi chúng ta chuyển sang phần số 2 nhé các bạn nhé. Phần bài tập thì chúng ta vừa luyện tập xong. Phần số 2, hội thoại số 2 ngày hôm nay chúng ta có gì ạ? Theo AI này, đây là cuộc nói chuyện giữa Công Trang Trang và Li Han. Công Trang Trang đây là giám đốc điều hành, còn Li Han đây là Li Han thôi ạ, nhé, tên bạn ấy. Thì ông giám đốc điều hành ông ấy nói gì? Công Trang Trang. Ví dụ chúng ta là công nhân chẳng hạn, thì chúng ta gọi giám đốc điều hành đó là Công Trang Trang Nim, nhé. Chúng ta là cấp dưới, chúng ta thêm chữ Nim vào để chúng ta gọi. Các bạn tương tự các bạn gọi Sơn Trang Nghiêm ấy. Không phải có cụm từ là Sơn Trang Nghiêm đâu nhá. Thực tế là cái người cấp trên của thầy giáo và gọi thầy giáo là Sơn Sen. Nghiêm khi mà học sinh gọi thầy giáo là tôn trọng gọi là Nghiêm thôi nhá. Nào, Công Trang Trang nói gì ạ? Công Trang Trang Nghiêm nói gì ạ? Lian Si Cham Can Na Chôm Hòa. Cham Can là một lát, Na là tôi, chôm một chút, và hoặc là làm ơn, qua là gặp nhau đấy, xem nhìn và gặp nhau đấy. Tức câu này có nghĩa là Li Han gặp tôi một chút nhá. Nế, Musunin Isindeo. Vâng, có chuyện gì vậy? Và chúng ta những câu này ấy, chúng ta sẽ dùng luôn đấy, nhá. Nế là gì vậy đấy? Vâng, gì vậy ạ? À, có chuyện gì vậy ạ? Công Trang Trang Nghiêm lại nói với Li Han ạ. Li Han si, yo chưa ý đi mà na sơ, him tư cơn, ai kết rồi à, dạo này vì công việc nhiều nên tôi cũng biết mọi người rất là mệt mỏi. Đây ạ, him tư là mệt mỏi. Him tư cơn là cái việc mệt mỏi. Ai kết rồi là tôi hiểu rồi. Yo chưa dạo này, ý đi mà na sơ vì nhiều việc. Vì dạo này nhiều việc, tôi đã hiểu dạo này vì nhiều việc nên mọi người cũng mệt mỏi rồi, vất vả rồi.
그래도 cho dù như vậy. Nhá, cho dù như vậy. 기계는 발로 툭툭 차고 차다 đây là đá nhé các bạn nhé. Thúc thúc là hai cái từ tượng thanh, như là chúng ta hiểu là thùm thụp hoặc là thục thục. Palo, pal là chân. Palo, ro đây là bằng. Đấy. Kike là máy móc. À, máy, cái máy á. Thì là credo cho dù vậy. Cái việc là đá thùng, đá bằng chân thùng thục vào máy á. Chắc gốc trang hề sơ. Cứ kê tơ tương nâng cơn. Và cái việc mà làm ồn, tơ tương, thực tế là tơ tương tả làm ồn. Cứ kê là lớn. Chắc gấp trang ngày xưa là ở nơi làm việc. Tức là gì ạ? Ông này ông nói là đây ạ. Từ đoạn này ạ. Khi kê rừng Palo thúc thúc chà gồ. Chắc gấp trang ngày xưa cứ kê tơ tương. Tơ tương nâng cơn. Tơ tương nâng cơn là cái việc mà làm ồn ở nơi làm việc và đá vào máy thùng thùng ấy. Thì chúng mà thực sự là ghê ga ập nâng hang tông y chà này ồn. Ghê y đây là phép lịch sự. Ập tả không có lịch sự. Đúng không ạ? Hang tông là hành động. Chà này ồn mà. Thực sự là cái hành động không lịch sự mà. Không có phép tắc lịch sự gì cả, không có phép tắc gì cả. Ông Lee Han này, ông nghe gì ạ? Chơi sông Heo, xin lỗi. Chờ tô, mô rư ghê, cha chứng nghi nà thơ, cử rét rồi. Chờ tô, tôi cũng mô rư ghê là không biết. Cha chứng nghi nà thơ. Tôi không biết vì sao mà tôi lại khó chịu, bực bội. Nên đã như vậy, cử rét rồi. Nên đã như vậy. Vô chương dạo này tha tha tư cứ đơn cơ ẻ ồ tha tư là mọi người dạo này mọi người đều như vậy sơ rô chục cùm xích man sơ rô là lẫn nhau chục cùm xích man chỉ một chút thôi peria hấp si đà là giúp đỡ nhá hãy quan tâm lẫn nhau một chút. Tức là bây giờ tất cả là đang làm việc rất là mệt mỏi. Không biết vì lý do gì mà tên này hay làm ồn ở nơi làm việc và đá thùng thục vào máy. Thế nên ông này ông bảo là cái hành động này thực sự là không là cái hành động mà không lịch sự, không đúng. Thì Li Han đã xin lỗi và tôi không biết là vì sao dạo này tôi lại như vậy. Tôi khó chịu và như vậy. Thì công Trang Trang nói ạ, dạo này thì mọi người đều như vậy thôi. Nhưng mà hãy một chút là hãy quan tâm lẫn nhau một chút thôi. Đấy, tức là nghĩ cho nhau một chút. Đấy là cái việc mà làm việc ở trong doanh nghiệp là như vậy. Ví dụ như Ngọc chẳng hạn. Đúng không? Ngọc đi thực tập nhưng mà chúng ta thấy công việc mà làm cho Ngọc rất là khó chịu. Thì bây giờ chúng ta sẽ mỗi người đọc giúp tôi một lượt cái này nhé các bạn nhé. Trang với Ngọc nhé. Okay. Mời Trang đọc trước. Đi hàn gì chăm căn na chôm bài ồ. Nè, mù xin y đi xin tế ồ. Nè, mù xin xin đi y đi xin tế ồ. Đi hàn gì yô chùm y đi mà nà sơ hìm tương cơn ăn kết sở ồ. Cứ đê tô kì kê rừng ban nô thúc thúc cha cô chăng chắp góc trang rời sơ, thức kê, tơ tư nâng cơn trong mai. Dê y ca ọp nâng, hẹn tông y chả nai ồ. Chơi xong hề ồ, chó tô, mô rư kê. Cha chưng y nà sơ, cứ đất sở ồ. Yô chùm, ta tân cư rơn, cơ ế ồ. Sơ rô, chô cùm, xích man, bè-ri-a hạp si ta. Về, ok. Mời Ngọc ạ. PNC. Cham kana chom pao ne. Musin iri sim thai theo. PNC. Do chum iri. Mạng nà sơ.
힘든 건 알겠어요. 그래도 기계는 바로 기계는 바로 팔로 hai chữ L gặp nhau đọc hết là L em ơi. Malo malo. Palo. Malo. Thốc thốc cha cô. Chờ cướp trang ế sơ. Chắc cướp trang. Chắc cướp trang. Chắc. Chắc cướp. Cướp trang. Ế sơ. Cư kê. Tờ tư lưng. Cơn trang man. Ê uy. Chồng mal, chồng. Chồng mal. Ê uy ca. Bập nân. Hèng tông y. Chan hai ổ. Truy sông heo. Truy sông heo. Chờ tu. Mô tô. Chờ tô mô ri. Kê. Cha chung y na sơ cư cư rết sơ yếu dô chung ta tân cư rơn cư eo sơ ru cho cư xích man phe rìa áp si ta. Nè, ok. Bây giờ Trang đóng vai là công Trang Trang nhé. Trang đóng vai là công Trang Trang, còn Ngọc đóng vai là Ly Han. Bây giờ Ly Han thay tên bằng Ngọc nhé. Ngọc Si, đúng không? Nè, Ngọc Si, Trang Căn là Trông Bài Hồ. Nè, Mù Sinh Y Ri Sinh Thếu, Thếu. Ngọc Si, yo chum y đi manasơ, him tin cơn, an kết sở. Gureto, ki kê đơn, ban rô, thúc thúc cha cô, chắc cốc trang hề sơ. Kure, kư kê, tơ tư nơn, ơn, ở cơn, chóng mai, chê y ca, ọp nâng, hèng tông nghi chán này ô. Thế xong hiểu. Chờ tô mô rư. Cơ cha chưng y na sơ cư rết sơ yô. Yô chung ta tương cư rơn cơ e yô. Sơ rô cho chung xích man bè rìa hạp xí ta. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta đóng ngược lại. Trang đóng vai là thay cho Ly Han, Ngọc đóng vai là giám đốc điều hành nhá. Ngọc nói đây, Trang Si, Trang Can Na Chôm Phayo. Trang Si, Trang Can Na Chôm Phayo. Nè, Mùi Sơn Y Đi Xin Tèo. Trang Si, Dô Chùm Y Ri Man Man Na Sơ Hìm Tân Cơn An Kết Sở Yô. Cửa Cửa tô kỳ kê rừng pan nô thốc thốc cha cô cha cướp trang ế sơ cư kê tơ tư nâng cơn trang mang ê ư kha ập nâng hèng tông y chan hai ổ truy sông hề ổ. 저도 모르게 짜증이 나서 그랬어요. 요즘 다른 아따뜬 그런 까에요. 서루 조금 식만 배아리아 합시다. OK, bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này nhé. 대화 2. 리안 씨, 잠깐
나 좀 봐요. 네? 무슨 일이신데요? 리안 씨, 요즘 일이 많아서 힘든 건 알겠어요. 그래도 기계를 발로 툭툭 차고 작업장에서 크게 떠드는 건 정말 예의가 없는 행동이잖아요. 죄송해요. 저도 모르게 짜증이 나서 그랬어요. 요즘 다들 그럴 거예요. 서로 조금씩만 배려합시다. 대화 2. 리안 씨, 잠깐 나 좀 봐요. 네? 무슨 일이신데요? 리안 씨, 요즘 일이 많아서 힘든 건 알겠어요. 그래도 기계를 발로 툭툭 차고 작업장에서 크게 떠드는 건 정말 예의가 없는 행동이잖아요. 죄송해요. 저도 모르게 짜증이 나서 그랬어요. 요즘 다들 그럴 거예요. 서로 조금씩만 배려합시다. Ok, đấy là những cái mà nội dung này. À, một số câu như là 무슨 일이신데요? Chúng ta có thể sử dụng để nói lại với cấp trên của mình. À, ví dụ như khi mình không nghe rõ cấp trên của mình nói cái gì mà mình muốn người ta nhắc lại thì chúng ta đây ạ, nế chứ đừng nề. 무슨 일이신데요? Chúng ta nói đi nói lại những câu này để chúng ta sử dụng được nhé. 죄송해요. 죄송합니다. Cái này chúng ta cũng hay dùng đấy ạ. Chúng ta phạm lỗi thì trước tiên chúng ta cứ xin lỗi đã. Xong rồi thôi, để tìm cách xử lý nhé. Đây là từ mới là thúc thúc chặt à. Thúc thúc chặt à. Đá. Nó thúc thúc nhá. Thúc thúc. Chứ không phải thốc thốc đâu Ngọc nhá. Đây chúng ta xem cái phần tiếp theo, đó là từ vựng về phần thái độ. Cái này rất là quan trọng trong khi làm việc đây ạ. Các bạn làm việc có tốt hay không nó không quan trọng lắm, còn cái việc các bạn có thái độ tốt hay không. Đầu tiên là 예의가 있다. Cái này phép tắc lịch sự. Ví dụ các bạn phải tôn trọng cấp trên, hoặc các bạn phải tôn trọng người đồng nghiệp nhưng mà người ta cao tuổi hơn mình, cái đấy cần phải tôn trọng. Hoặc đây ạ, có lễ phép tức là gì ạ, gặp người lớn thì chào. Còn đây ạ, không có lễ phép đó là 예의가 없다. Gặp người lớn, 안녕하세요. Gặp thầy giáo, 안녕하세요. Được chưa? Cái đấy là 예의가 없다. Tiếp theo, 반말을 하다. 반말 là nói ngang hàng. Cái lối nói ngang hàng của chúng ta thì các bạn hiểu như này ạ. Chúng ta bỏ hết cái đuôi yo đi ạ. Thì nó sẽ thành nói ngang hàng đấy, và bỏ hết những trợ từ đi ạ. Ví dụ chờ nên thì không có chờ chờ nên nữa, mà là chờ. Chờ phạm mô gốc sơ. Chờ phạm mô gốc sơ yô. Chờ phạm mô gốc sơ. Thì là cái câu sau đó là chờ phạm mô gốc sơ. Đó là nói ngang hàng đấy ạ. Ví dụ thầy giáo hỏi Trang chẳng hạn, chờ nước mô gốc sơ yô. Trang bảo mô gốc sơ. Thì đấy là nói ngang hàng. Việt Nam chúng ta gọi là nói kiểu xuất sược đấy ạ. Nha. Nói ngang hàng là chúng ta chỉ nói với bạn bè của mình, hoặc là nói với người ít tuổi, hoặc là cấp dưới của mình thôi. Nha. Còn nói với người trên hoặc là những người bằng tuổi thì chúng ta cứ nói đầy đủ là tốt nhất, thể hiện sự tôn trọng người ta. Tiếp theo là 존댓말을. 존댓말을 하다 là nói tôn trọng. 존댓말 không phải là chôn tét man đâu ạ, không phải chôn tét mà là chôn ten man. Chôn ten man tha tải là nói trang trọng, nói tôn trọng. Múa ha xeo chứ không phải là múa hè. Múa hè chúng ta chỉ nói dùng cho bạn bè chúng ta thôi ạ. Đây ạ, chôn trung ha tải, đây là yêu quý, quý mến, trân trọng. Chôn trung ha tải. Peria hada là quan tâm,
Chinchan hava là khen ngợi, khen. Khi chúng ta thấy ai đó làm được việc thì tốt, cái việc khen là rất quan trọng các bạn. Các bạn chê nó nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà khen kể cả được. Ví dụ chúng ta thấy, tôi thấy các bạn đã sắp xếp thời gian ngồi được ở đây nghe tôi giảng dạy như thế này là đã rất là tuyệt vời rồi. Đấy là lời khen tôi dành cho các bạn. Còn chưa biết là học như thế nào nhé. Ngồi được ở đây học như này là rất là tốt rồi. Tiếp theo, hamburo hala đây là tùy tiện. Đang làm máy xin lọ dầu. Các bạn nhìn này. Mượn lọ dầu nha. Đây là hamburo hala. Tiếp theo, pieren chuda, gây khó chịu hoặc là gây ra những cái tổn hại cho người khác. Đó là pieren chuda. Ví dụ người ta đang làm, cứ làm ngồi bên cạnh làm cho người ta mất tập trung thì đấy là pieren chuda. Tiếp theo là phun khoe là một mình, cứ cãi nhau chửi nhau bên cạnh. Và quan trọng nhất chúng ta có từ cuối cùng, đó là mushiata, để khinh thường, coi thường. Đây, các bạn lưu ý là trong cái việc mà chúng ta học tập ở đây cũng thế thôi. Khi mà chúng ta thầy giáo hỏi chúng ta chẳng hạn, thì trước tiên là thầy giáo hỏi thì các bạn cứ trả lời đã. Không biết trả lời nào thì chúng ta nói là em không biết trả lời như thế nào cả nhá. Chứ khi thầy giáo hỏi trong các bạn này im lặng thì tôi sẽ nghĩ các bạn là đang mushihata tôi. Đấy. Bây giờ các bạn cứ đặt vào vị trí của mình xem, mình hỏi một người nào đó mà rõ ràng người ta đó người ta không trả lời mình thì mình nghĩ như thế nào, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta lưu ý đặt mình vào trạng thái của người khác thì chúng ta sẽ hiểu được ngay. Nào bây giờ chúng ta sẽ mỗi người đọc cho thầy giáo một câu nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy đọc nhưng mà đọc ở cái trạng thái đó là thay vào đuôi câu yo luôn nhé các bạn nhé. Các bạn vẫn còn ở đây chưa? Vâng. Nào mời Ngọc đọc này. Yeiga ista thì thành đuôi câu yo nó sẽ thành gì Ngọc? Yeiga isoyo. Ok, yeiga isoyo. Tiếp theo là yeiga opta thành gì ạ? Yeiga opsoyo. Ok. Panmarun hata thành gì? Panmarun heo. Ok. Chontemarun hata. Chôn tên man heo. Ok. Chôn chung hoa đà. Chôn chung heo. Chôn chung heo. Peria hoa đà. Peria heo. Chinh chan hoa đà. Chinh chan heo. Chinh chan heo. Ok. Hamburo hoa đà. Hamburo heo. Hamburo heo. Tiếp theo, pieren chuda. Pieren choyo. Choyo, ok. Chu oyo mà. Ok. Bunkwe hada. Bunkwe heo. Bunkwe heo, ok. Mushi hada. Mushi heo. Ok, mushi heo. Ok. Ở đây chúng ta có cái kê. Tính từ đi với kê động từ. Đây là làm cái hành động này đến mức hoặc tới mức tính từ. Ví dụ ở đây ạ, chúng ta xem ở đoạn này ạ. Ở đây ạ. Khư kê ta tơ tưng ngừng gồ. Đây là tơ tưng là làm ồn, khư kê làm ồn lớn. Nhá. Làm ồn nhiều, làm ồn lớn. Đấy. Thì ví dụ đây ạ. Quân khuê ha kê he sơ. Vì là làm quân khuê ha tà đây ạ. Vì là làm bực mình. Vì là làm bực mình nên vì an hiểu. Nên tôi xin lỗi.
tức là vì làm những người nghe bực mình nhé, thấy chưa, vì làm người nghe bực mình nên tôi xin lỗi. Phần chat này không sao, xin kiêng sư chi maseo, đừng quan tâm. Cái này các bạn nhé, xin kiêng sư chi maseo là đừng quan tâm nhá. Các bạn chú ý nhá, câu này chúng ta dùng nhiều đấy ạ. Xin kiêng sư chi maseo, xin kiêng sư tà là quan tâm, chi maseo đừng. Chích trang hề sơ, chích trang hề sơ nên dê ga dê y kê hên tông he ya tuy ô. He ya tuy ô đây là phải làm cái hành động, hên tông dê ga y kê tức là lịch sự. Ở nơi làm việc ấy thì phải hành động lịch sự. Nê alesmida, vâng tôi hiểu rồi. Yo kinen kung kung chang so nika, đấy, vì ở đây là cái địa điểm công cộng, công công trang thu, trang thu là địa điểm, công công là công cộng đấy. Khư rớt kê, khư kê tơ tư miên, nếu mà làm ồn lớn như thế này án đều không được, chú trong hèo xin lỗi đấy. Vì đây là nơi công cộng nên nếu mà bạn làm ồn lớn như thế này thì không được, chơi sông hèo tôi xin lỗi nhé. Nó giống như này ạ, ma xít kê, ma xít kê, ma xít kê tư xeo. Các bạn biết đây là gì không ạ? Ngọc biết là gì không? Không. Cái này là chúc con miệng này ạ. Bạn hãy ăn con miệng nhá. Sonim là khách hàng, quý khách. Sonim masike tuseo, chúc quý khách ngon miệng nhá. Ok. Đấy. Và bây giờ chúng ta có một số cái luyện tập như thế này ạ. Pinkane al Pinkane manneun pyeoneun gokkieseo kolla munjangeun wansanghaseyo. Munjangeun wansanghaseyo là hãy hoàn thành. Hãy hoàn thành câu văn nhá. Hãy hoàn thành câu văn bằng cách nào ạ? Chọn, khôn la là chọn, chọn từ cái phần poki ấy. Bạn nên chuyên là cái biểu hiện đúng, tức là gì ạ? Chúng ta hãy chọn cái biểu hiện đúng ở phần poki này để hoàn thành những câu văn. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm này. Chích trang hề sơ chích kia ya hàn cất, chích kia ya hàn cất là cái, những cái sẽ phải, sẽ phải chích khiêu, chích khi tạp là sẽ phải thực hiện hoặc là tuân theo ở chích trang là nơi làm việc. Đây là những cái bạn sẽ phải tuân theo ở nơi làm việc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem này. Đầu tiên chúng ta xem phần poki chúng ta có những từ gì nhá. Chôn chung hoa tà là quý trọng này, piherin chu tà là gây gì ạ, gây tổn hại đúng không, hoặc gây khó chịu đấy. Hamburo hata là gì ạ, tùy tiện đúng không ạ. Chonte marun hata là nói lịch sự, tôn trọng. Pedia hata là giúp đỡ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 1 chúng ta sẽ điền cái gì vào đây ạ. Chích trang hề sơ idi man idi manende idi manende nên solo cái gì chu xeo ạ. Bạn Trang còn đây không? Trang có bận gì rồi? Gadio hay chu xeo ạ.
Peria he chuseo, ok. Peria he, chứ không phải peria ha da nhé. Peria he chuseo, ok. À, câu số 2. Xin ip sao on ege do. Ban mal, malgo. Malgo để đừng nhé. Đừng sử dụng cái ban mal. Ban mal là lời nói ngang hàng đấy ạ. Xin ip sao on. Xin ip sao on. Xin ip sao on đây là nhân viên mới. Ege là tới. Tô là cũ. Đấy ạ. Cho dù là cũng đối với nhân viên mới chẳng hạn, cũng đừng dùng là nói ngang hàng. Thì dùng cái gì ạ? 존댓말은 하다. He chuseo. Đúng rồi. Chuseo trước chúng ta phải chia a ơ, cho nên là cái hada sẽ trở thành he. Rồi, ok. Tông niêu e, tông niêu là đồng nghiệp, e là của ý kiến là ý kiến. Ha? Ý kiến là ý kiến. Ý kiến của đồng nghiệp thì sao ạ? Cái gì ạ? Tôn trọng. Tôn trọng hè chú sèo. Tôn trọng hè chú sèo. Mà tôn trọng cái ý kiến của đồng nghiệp. Tiếp theo. Ý đơn hàn tê. Ý đơn hàn tê nên khi mà làm việc ấy. Giúp xa răm ê kê. Giúp xa răm ê kê. Được chưa? Cái gì ạ? Giúp là bên cạnh, thì... Saram là người, tới người bên cạnh ấy. Thì hè đúng không? Thì hè đơn. Thì sẽ thành gì em ơi? Thì hè đơn chú si mà xe ơ. À, chú chi. Chi nhá Trang nhá, không phải chà. Không phải là si nhá. Nhưng chi. Ờ, chi mà xe ơ, chú chi mà xe ơ. Các bạn có thể là dùng luôn chu chi ma seo là đừng cho, đừng cho cái gì đó, được chưa? Ví dụ như là phun phen chu chi ma seo là đừng cho bút bi. Còn đây là pi he chu chi ma seo nhá. Tiếp theo số 5 chắc chắn là còn ham bu đô ha ta đúng không ạ? Thì cái này chúng ta sẽ chọn cho vào thì như thành như thế nào? Tadum saram me mulkun rul hamburo hamien andeo. Đúng rồi, ok. Andeo thường đi với miền. Hamien. Hamien andeo. Ok. Không phải Trang đi thi này 100%. Không. Hả? Thế là em tại vì hôm qua rảnh nhà em rồi. Cũng lạp qua rồi. À thế hôm qua em làm trước rồi hả? Nè. Ok, những cái câu như này, ví dụ câu số 3 Trang có dịch được không? Hôm qua em có câu như rồi em vẫn phải dùng Google Maps dịch từ. Ừ, vẫn dịch, vẫn phải dùng cái khó. Cái Naver này, Naver Dictionary ấy. Dictionary, Naver Dict ấy. Nó có cái phần mềm trên App Store hoặc là trên CH Play ấy. Em cứ tải cái này em về cứ tra. Em cứ tải được, nó cứ ra kiểu gì ấy. Em đang vào Google dịch thôi. À thế à? Ừ, ok. Nè. Ví dụ như là tông niêu là đồng nghiệp, ý kiến là ý kiến. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại từ này một lúc thì chúng ta lại quen ngay mà. Ví dụ như là không phải là đồng ý kiến của đồng nghiệp nữa mà là Son Trang Nghi Me ý kiến hoặc là Trinh Quê xin vui ý kiến đều là được, ý kiến của bạn bè, ý kiến của thầy giáo nhé. Chúng ta nghe quen là chúng ta sẽ nhớ được lâu luôn. Ok, chúng ta sang bài tập số 2. Bài tập số 2 bây giờ thầy giáo dành cho các bạn một độ 2-3 phút đi, các bạn là đọc và dịch luôn, chúng ta chọn luôn đáp án nhé. Trang cái này làm hết rồi chứ? Vâng. Ok. Thế Trang làm luôn câu số 1 nhá. Ngọc tí là làm câu số 3 Ngọc nhá. Ủa. Trang làm câu số 1 này. Này ca Katun Saram Hunter Ban Man Rui Hamien Andeo
같은 나이가 같은 사람한테 한테 네. 같은 사람 한테 한테 반말은 하면 안 돼요? 아직 진하지 안 넣으면 들은 사람의 다른 내용을 들은 어디로 다른 사람의 문편 함께 할 수 있어요. 오케이. 나가면 될까? 레오 nói ngang hàng. Nếu nói ngang hàng với người cùng tuổi có được không? Sai. Không phải như thế. Nếu nói ngang hàng với những người bằng tuổi ấy, ăn víu không được à? Không phải có được không mà không được à? Không phải hỏi ý kiến mà bây giờ mình nghĩ là được nhưng mà không biết có được không? Đấy. Ăn víu không được à? Nếu mà có được không ấy thì lại không có chữ an này nhé Trang nhé. Nè. Ví dụ như là đấy ga cặp tên Saram hẳn thề bạn mà đơn hai bên phiếu thì sẽ là có được không? Đây là án phiếu không được à? Nè. Nào câu tiếp theo trả lời sẽ nghĩa như nào Trang? Nếu chưa thân thiết thì có thể người khác sẽ thấy bất tiện. Nếu mà chưa cần thiết thì có thể người khác thấy gì ạ? Phun khuyên hai kia, phun khuyên hai là khó chịu thôi, không phải bất tiện. Cái thuận tiện và bất tiện ấy nó là gì? Phiên ly hai tà và phiên ly án hai tà. Phiên ly hai tà là thuận tiện. Ok. Còn phun khuyên hai tà đấy là phun khuyên hai tà là khó chịu. Cho nên chúng ta cũng lưu ý này, nếu chúng ta gặp người Hàn Quốc mà chưa thân thiết ấy, thì chúng ta không sử dụng là pa ma các bạn nhé. Ok, thân thiết là như thế nào ạ? Đó là khi chúng ta có thể nói với nhau là mày tao tôi tớ ấy nhé. Sau câu số 2 này, chích trang ngày xưa cái gì đó chắc chắn là chân cước kê đúng không ạ? Chân cước kê sang hoa Hà Điền Miên. Đáp án là số 1 rồi. 생활하려면 서로 배려 하는 게 좋아요. 맞아요. 피해를 주면 안 돼요. Bạn Trang đã làm cái này rồi thì bạn Trang dịch cho thầy giáo cái này được không? Ở nơi làm việc nếu muốn sinh hoạt vui vẻ thì cần quan tâm về cái việc đúng không? Kê đây là cái việc. Kê là thực tế là cờ si đấy ạ. Quan tâm là tốt ạ. Cái việc quan tâm lẫn nhau. Cái việc quan tâm lẫn nhau thì tốt. Đây là nếu muốn đúng không? Điểm này là nếu muốn cái gì ạ? Chân cấp kê sen hoa hà điểm miền. Tức là nếu muốn sinh hoạt hoặc là nếu muốn làm việc vui vẻ ở nơi làm việc thì cái việc mà giúp đỡ lẫn nhau thì tốt. Câu trả lời như nào cha? Đúng rồi ạ. Nếu gây khó chịu là không được. Nếu gây khó chịu với nhau là không được. Ok. Nào bây giờ mời Ngọc câu số 3. Ikete pien ha ke. Pien ha ke đúng rồi. Ucha. Ucha nika. Jokie. An ăn lư siêu. Nè, cú mau ấy. Dịch như nào Ngọc ơi? IK là cái này, đúng không? Cái này, ngồi. Ui cha là cái ghế. Cái ghế. Ngồi. Phun phiên hạ, cái phiên hạ ghế. Phiên hạ ghế ui cha là cái ghế thoải mái. Đúng không? Ghế này thoải mái. Nika là vì... vì cái này là ghế thoải mái hơn, tơ là hơn, nên nhiều khi ăn chưa sale nên mời ngồi ở đây
là vì cái ghế này là thoải mái hơn này, mời bạn ngồi ở đấy nhé. Ne komaru, xin cảm ơn. Đấy, thế thôi Ngọc nhá. Đây ạ. Tiếp theo, chích trang dưới chân khoan han ồ ích khuyết chư im gì. Đây là câu đố, đây là câu đố vui về cái phép lịch sự ở nơi làm việc. Chariko chimure tapase tapase. Chúng ta hãy đọc cho kỹ và chúng ta hãy chọn cái câu trả lời đúng. Mà chư miên ồ thư di miên ích e pioshi hase. Các bạn đọc cái này, nếu mà cái nào đúng ấy thì các bạn cảm thấy đúng, các bạn phải cảm thấy đúng ấy thì các bạn đánh ô, và các bạn nào, các bạn mà cảm thấy câu đó sai thì chúng ta đánh x. Thầy giáo dịch đọc và dịch cùng các bạn luôn ạ. Chích trang nghề sơn nhân ở cái nơi làm việc ấy, than chân hà gô cao cơm hà kê ô sơn y phơi ra hàm đà. Than chân hà tà là gì ạ? Chỉnh tề. Cao cơm hà tà là gọn gàng sạch sẽ. Ốt là quần áo, íp là mặt, iper ya hamida là phải mặc. Thế ở nơi làm việc phải mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ thì có gọn gàng sạch sẽ, chỉnh tề, có đúng không ạ? Đúng. Tiếp theo câu số 2, chakabul haltenen, khi mà làm việc ấy, chakab là làm việc mà, các hata. Chắc bố kê thân chú rơn phu yô ya hâm mì đà. Thân chú rơn phu tà, đây là cởi, cởi cúc đúng không ạ? Tháo cúc đúng không ạ? Thì là bạn phải thác tháo cúc áo đồng phục làm việc khi mà làm việc. Đấy là cái thứ hai. Chắc ấp trang ngày sơn nên xin ban cư nên bục cất nên chi hoặc in hà nên cờ chi chút phân đi đà. Ở cái nơi làm việc ấy thì đây ạ, cái việc kiểm tra hoặc in là kiểm tra. Xin ban cân, xin ban cân là dây giày nhá. Múc tà là buộc, buộc cơ đường gì xem là đã buộc hay chưa. Đấy, cái việc mà kiểm tra cái dây giày đã buộc hay chưa là tốt, đúng hay sai ạ? Đúng. Tiếp theo số 4 này, dây ga ít ta nên cơ sơn, cái việc mà đúng phép lịch sự đấy, cái việc lễ phép ấy, thì ta đơn xa ra mơn phe đưa hà nên cơ xin vì là cái việc mà giúp đỡ người khác, cái việc mà phép lịch sự ở nơi làm việc ấy, đó là chính là cái việc mà giúp đỡ người khác, các bạn thấy đúng không? Đúng. In hàn thế nên khi làm việc ấy, 다른 사람은 무시하는 것이 좋습니다. Khi làm việc ấy, thì cái việc coi thường người khác ấy là tốt. Cái này có đúng không ạ? Cái này mà chọn đúng nữa thì chúc mừng, quay vào ô mất lượt. 윗사람에게, ở 윗사람 là người trên, cấp trên ấy ạ. 윗사람에게는, tới người trên ấy, 존댓말은 해야 합니다. Các bạn phải nói kính trọng đối với cấp trên. Cái này đúng hay sai? Đúng. 친한 동료와는 cùng với những đồng nghiệp thân thiết, 반말은 해도 됩니다. Những đồng nghiệp thân thiết thì chúng ta nói ngang hàng cũng được. Cái này có đúng hay không ạ? Đúng. Are saramegido ye itke hentong heya hamida. Cho dù đối với những người Ares là bên dưới nhé, Ares saram là người dưới, có thể là ít tuổi hoặc là cấp dưới. Eke là tới, to là cũng, ye ga itta là gì ạ? Lịch sự đấy ạ, có lịch sự đấy. Ye ga itke hentong heya hamida là phải có những cái hành động lịch sự với những người cấp dưới. 친한 동료에게 함부로 해도 됩니다. Tới đồng nghiệp thân thiết của mình ấy,
thì tùy tiện lấy đồ cũng được. Ta đơn xa ra mân, quân quê hà kê, hà nên hèn đồng ngân, hà chỉ mà ra ra, thăm đi ra. À, những cái hành động mà gây khó chịu đối với người khác ấy, thì phải đừng làm, tức là bạn phải đừng làm những cái hành động. Đây, hachimara là đừng, hachimara ya hamida là phải đừng làm những cái hành động mà gây khó chịu đến người khác. Tarun saram là người khác, kunfe là khó chịu, kunfe hada. Thì đấy, chúng ta chọn hết chưa? Tiếp theo, chừng tà vân của cô, chúng ta nhìn vào cái đáp án của chúng ta. Yodogune chùm su rơn kê gian hê bô xeo. Mùn chê tăng il chơ mì eo. Tức ở đây có 10 cái này như thế này. Nếu các bạn đúng cả 10 câu thì chúng ta sẽ là 10 điểm. Đây, đáp án đây ạ. Câu 1 đúng, câu 2 sai, câu 3 đúng, câu 4 đúng. Đấy các bạn so sánh với đáp án dưới này thì các bạn được mấy điểm? Trang đánh vừa ban nãy đánh vào thì Trang được mấy điểm? Đúng được mấy cái? 10 cái luôn à? Vâng, thầy dịch mà. Ừ, thầy dịch. Vâng, 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 10 ạ. Thầy dịch, nhưng mà vấn đề cái suy nghĩ là suy nghĩ của em. Em chọn ý nào? Đấy. Nhiều khi thầy dịch như thế mà em cảm thấy là... Ví dụ câu này ạ. Xin hàn tùng nhiều ý kê. Tham bù đô hê bô tùy mì là. Đấy. Là gì ạ? Đối với những đồng nghiệp thân thiết thì chúng ta tùy tiện lấy đồ cũng được. Đấy. Thì câu này ạ, gì ạ? Sai đúng không? Nhưng nhiều người nghĩ là mình thân thiết rồi lấy cũng được. Nhiều khi người ta lại cho cái đấy là đúng. Cái thêm nữa, đây này. Đâu nhỉ? Để xin hàn tùng nhiều. Xin hàn tùng nhiều à, nhân. Bạn mà đơn nghe tôi tùy mì giả. Chứ cái đồng nghiệp thân thiết ấy, chúng ta nói ngang hàng cũng được. Cái bản chất là được mà. Đồng nghiệp mà. Nhưng có nhiều người lại nghĩ là đã là đồng nghiệp thì cần phải lịch sự với nhau. Cho nên câu này người ta lại chọn X chẳng hạn. Thì đấy là cái suy nghĩ của người ta. Đúng chưa? Đấy. Đây này. Giờ đầu tiên, ở tên Saram Mieo, Ara, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem chúng ta là những người như thế nào. Từ 8 điểm trở lên. Chích trang ngày sơ ấy, dễ cho nó trả án cô ý khuôn nhổ. Là gì ạ? Chích trang ngày sơ đơn. Chích trang ngày sơ ấy, dễ cho. Là cái phép lịch sự ở nơi làm việc ấy. Trả án cô ý tả. Là em đã hiểu biết rất là rõ. Bạn đã nắm được rất là kỹ. Nếu mà bạn đúng cả 10 như Trang vừa làm. Từ 4 đến 7 điểm ấy. Tức là bị sai mất 3 câu ấy. 3 câu trở lên ấy là chích trang dễ trở nên tề hè chô cơm tô xem các khe bồ xều. Là từ 4 đến 7 điểm ấy thì cái việc phép lịch sự ở nơi làm việc ấy thì các bạn phải suy nghĩ thêm một chút nữa. Tức phải tìm hiểu thêm một chút nữa. Còn dưới 3 điểm ấy, Iha là dưới. Nhá. 3 điểm là Sam Trơn. Sam Trơn Iha. Chích trang về cho nên thì hè thạc sĩ công vụ hát rượu. Những người này là người ta cho đi đào tạo lại. Thạc sĩ công vụ. Học lại. Đấy. Học được mấy điểm em ơi? Cô dịch thì đúng hết. Đúng hết luôn. Được. Cố gắng về dịch. Đây, cố gắng 10 cái điều như này các bạn dịch. Dịch cái này để cho các bạn nắm được đấy ạ. Các bạn biết thế nào là phép lịch sự khi mà làm việc ở công ty Hàn Quốc hoặc các bạn đi Hàn Quốc làm việc ấy. Chúng ta phải nắm được những nội dung như thế này. Để sau này chúng ta làm việc ấy, chứ không phải chỉ đơn giản là chuẩn bị thi. Nhá. Các bạn làm ở Việt Nam cũng thế thôi ạ. Khi vào doanh nghiệp Hàn Quốc ấy, nên tuân thủ những cái điều như thế này. Đây là những điều các bạn cần phải chú ý. Nhá. Ok. Các bạn bạn Trang với bạn Ngọc này hoặc các bạn khác khi mà chúng ta xem cái này ấy, thì tôi đề nghị các bạn khác là chúng ta hãy dịch cái này nhé Trang nhé.
Dịch từ 1 đến 10 nhé. Dịch 10 cái này ra và chọn cái nào đúng, cái nào sai, tương tự như ở trên bài này nhưng mà nó là tiếng Việt. Ngọc nhá. Vâng. Dịch chúng ta bản thân chúng ta tự dịch thì chúng ta mới nhớ được lâu. Đấy, ít nhất là chúng ta sẽ thuộc được ở 10 điều bằng tiếng Việt. Nhá. Đấy, chúng ta lưu ý vậy. Đây ạ, chắc ấp Hiên Giang nghe phục tràng. Chắc ấp Hiên Giang đây là nơi làm việc thực tế. Ê ươi, ươi là của, phục tràng là trang phục. Trang phục làm việc thực tế. Ví dụ như là nông ấp, nghề nông nghiệp thì người ta có những cái đồng phục như thế này. Ơ ấp là ngư nghiệp thì người ta có những đồng phục như thế này. Chê chô ấp, dung chớp là sản xuất chế tạo hoặc là nghề hàn thì đồng phục như thế này. Chê chô ấp, minh linh chắc ấp là cái việc là tiện thay đấy nhá. Tiếp theo là cơn thôn ấp là nghề xây dựng. Du thông ấp là đây là ví dụ như là chê phun phô giang, du ngấp ngành công nghiệp phân phối, ví dụ đây là đóng gói chẳng hạn. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm event topic. Chúng ta chuẩn bị luôn ạ. EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 1. 작업복을 입었네요. 2. 작업을 시작했네요. 3. 작업을 하고 있네요. 4. 작업장에 들어갔네요. 답을 고르십시오. 1번 1. 작업복을 입었네요. 2. 작업을 시작했네요. 3. 작업을 하고 있네요. 4. 작업장에 들어갔네요. 2번 1. 단추를 잠그고 있어요. 2. 지퍼를 올리고 있어요. 3. 유니폼을 입고 있어요. 4. 넥타이를 매고 있어요. 1. 단추를 잠그고 있어요. 2. 지퍼를 올리고 있어요. 3. 유니폼을 입고 있어요. 4. 넥타이를 매고 있어요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 잠깐만요. 작업할 때는 작업복의 지퍼를 꼭 올려야 해요. 잠깐만요. 작업할 때는 작업복의 지퍼를 꼭 올려야 해요. 4번 그렇게 크게 이야기하면 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있어요. 4번 그렇게 크게 이야기하면 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이 phần câu số 5 này thì cái câu hỏi này, nam cha가
이어서 할 행동으로 tức là hành động tiếp theo của người con trai. 받는 것은 고르십시오. Tức là hãy chọn cái đúng bằng cái hành động tiếp theo, tức là hành động 이어서, 이어 là hành động tiếp theo nhá của người con trai. Đấy, chọn hành động tiếp theo của người con trai là những hành động nào? Các bạn chú ý là 이어서 này nhá. 이어서 한 행동 là hành động tiếp theo. Tuan 씨, 왜 작업복 단추를 안 잠갔어요? 너무 더워서 좀 풀었어요. 더워도 작업복 단추를 풀면 안 돼요. 그러면 위험하니까 얼른 잠그세요. 알맞은 대답을 고르십시오. 투안 씨, 왜 작업복 단추를 안 잠갔어요? 너무 더워서 좀 풀었어요. 더워도 작업복 단추를 풀면 안 돼요. 그러면 위험하니까 얼른 잠그세요.
Ngọc làm xong chưa? Mọi người làm xong chưa? Xong rồi ạ. Xong rồi, bây giờ chúng ta xem đáp án nhé. Bạn Trang đọc đáp án của Trang này. Phần phần nghe trước. Từ câu 1 đến câu 5 là 1, 4, 2,
1, 4. Còn bên đọc là từ 1 đến 5 là 2, 4, 1, 2, 3. Rồi ok, mời Ngọc. Ngọc đọc đáp án của Ngọc nào. 1, 4, 1, 1, 4. Nghĩa là 2, 4, 1, 2, 3. Oh, ok. Phần đọc thì các bạn làm đúng hết. Còn phần nghe các bạn làm đúng 3 câu, sai câu 3 và câu 4. Cả hai bạn đều sai câu 3 và câu 4. Câu 3 là ý 1, câu 4 là ý 3. Đây ạ. Để chúng ta sẽ nghe nhé. Thầy giáo bật nghe lại nhé. 36과 EPS 토픽 듣기. 1번 câu 1, câu 2 thì rất là dễ rồi. 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 1. 작업복을 입었네요. 2. 작업을 시작했네요. 3. 작업을 하고 있네요. 4. 작업장에 들어갔네요. 2번. 1. 단추를 잠그고 있어요. 2. 지퍼를 올리고 있어요. 3. 유니폼을 입고 있어요. 4. 넥타이를 메고 있어요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 잠깐만요. 작업할 때는 작업복의 지퍼를 꼭 올려야 해요. 잠깐만요. Chờ một chút. Khi làm việc ấy, bạn cần nhất định phải kéo khóa lên ạ. 고르십시오. 3번. 잠깐만요. Chờ một chút. 작업할 때는 작업복의 지퍼를 꼭 올려야 해요. Khi làm việc thì các bạn nhất định phải kéo khóa của áo bảo hộ lên ạ. Thì cái người tiếp theo trả lời như nào? Đó là Erlen. Erlen là nhanh. Chipperun. Olinkeo. Tôi sẽ kéo khóa lên ngay. Câu số 2 là Pali Osun. Kachiokeo. Tức là tôi sẽ mang áo đến ngay. Câu 3 là Kumbang. Chakup Pokun. Ibul kêu tôi sẽ mặc áo đồng phục ngay. Câu số là chế ga si ba rơ. Pilla chul kêu tôi sẽ cho mượn giày. Câu số 1 là đúng. Câu số 4 này. Chế ga ha kê sư mi là tôi sẽ làm. Na chung nghe thà si ôn kêu tôi sau này tôi sẽ đến. Apuro nâng chô shim hal kêu sau này tôi sẽ cẩn thận. Kurum taame pekisumida. Vậy thì sau này chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ nghe câu hỏi là gì? 4번. 그렇게 크게 이야기하면 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있어요. Bạn cứ nói to như vậy thì nó sẽ gây tổn hại, gây khó chịu cho người khác đấy. Thì phải gì ạ? Từ giờ về sau tôi sẽ cẩn thận. Đấy là câu số 3. Còn cái đoạn hội thoại ở phần câu số 5 các bạn có nghe được không? Em mang máng được. Thầy giáo nghe lại xong chúng ta cùng được nhá. Câu 5 này. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 투안 씨. 왜 작업복 단추를 안 잠갔어요? Tuấn chị, tại sao lại không đóng cúc cái áo đồng cái áo làm việc? 너무 더워서 좀 풀었어요. 너무 더워서 좀 풀었어요. Đó là vì quá nóng nên tôi đã cởi ra rồi. 더워도 작업복 단추를 풀면 안 돼요. Cho dù là nóng chẳng nữa thì cái việc mà tháo áo đồng phục, tháo áo làm việc ấy là không được. 그러면 위험하니까. 그러면 tiếp theo là chúng ta là
Vì là nguy hiểm. 얼른 잠그세요. Bạn hãy đóng lại nhanh đi ạ. 얼른 잠그세요. Thì ở đây người ta hỏi là cái hành động tiếp theo của người con trai này là gì? Các bạn có hiểu được hành động tiếp theo là gì không? Sẽ là hành động đóng áo đúng không? Đúng rồi. Đó là 작업은 한 줄은 잠그다. Các bạn đúng không? Còn cái phần kia đúng hết ạ. Các bạn làm 5 câu đúng hết cả năm rồi ạ. Cái này là chọn cái 맞지 않은 것, tức là chọn cái không đúng các bạn nhé. Đây này, chọn cái không đúng. Thì ở đây cái không đúng đó là cái số 3 đúng không ạ? 생산 직원. 생산 직원 đó là nhân viên sản xuất. 성장 à trưng trang là áo com lê đấy. 자주 입습니다 là mặc thường xuyên. Là nhân viên sản xuất thì mặc com lê thường xuyên để đi làm. Cái đấy không phải đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một số cái từ vựng. Ví dụ như là đây, ốt cha lim. Đây là ăn mặc phù hợp, quần áo phù hợp. Ví dụ đi làm, công nhân sản xuất thì mặc đồng phục đi làm. Ở đây người ta giới thiệu đây ạ. Sa mô trích, tức là những người làm việc ở văn phòng ấy. Thì đây ạ. Yang bok ina chung chang ngân yip cô mịch thai đến mem ni đà. Đó chính là những người làm ở văn phòng ấy thì thường là mặc âu phục hoặc là com lê đấy và thắt cà ra vạt. Sen san chích e sơ tô. Sen san chích là sen san chích luôn, đó là nhân viên sản xuất ấy. Cân mu bốc kỳ na cha cơ bô cơn yip cô là cân mu bốc là cái quần áo làm việc, hoặc là jacket là đồng phục lao động. Ipo jumper jipper là những cái áo khoác ấy, thì jipper cốp olimida là nhất những cái áo khoác ấy thì nhất định phải kéo khóa lên. Thanh chân hà cô calcum han ot chalimen, cái việc mặc đồng phục, cái việc mặc phù hợp, gọn gàng và chỉnh tề ấy. Thì cá trang ki won cho kin chích trang dễ trơn gì là thì là cá trang là nhất, ki won cho kin là cơ bản, chích trang dễ trơn là cái phép lịch sự nơi làm việc, imita là thì cái việc mà ăn mặc phù hợp chỉnh tề sạch sẽ thì là cái phép lịch sự cơ bản nhất đấy. Thế nên khi mà chọn 글의 내용과 맞지 않은 것은 무엇입니까? 글 là đoạn văn, e là của, 내용 là nội dung của đoạn văn, qua là với và. 맞지 않은 것은 무엇입니까? Là cái mà không đúng với nội dung của đoạn văn ấy là cái gì? 무엇입니까? Là cái gì? Đấy, thì chỉ có cái gì ạ? 생산 직원은 trông trang ngân chủ đô ít gì ra, đó là những người làm việc ở sản xuất thì thường xuyên mặc com lê đi làm, cái đấy là không phải nhá. Ok các bạn, hôm nay các bạn làm rất tốt, hai bạn được đều 8 ạ, 8/10 các bạn ghi vào trong góc bài giúp thầy giáo. Và bài tập bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây, các bạn có câu hỏi nào khác không ạ? Không. Không. Ok. À, chúng ta cố gắng xem trước bài để hôm sau chúng ta học lại tốt hơn nhá. Vâng. Ok. 수고하세요. 네. 안녕히 계세요. 네, 감사합니다.